dạng với lớp 3 mình sẽ dùng cái quản lý dự án chọn new query. Khi mà bạn click chuột phải lên data này, bạn new query thì mặc định ở cửa sổ này nó sẽ chọn là quản lý dự án ha. Cho nên là lúc này bạn chỉ cần select còn nếu cần tập thì chưa dùng lần nào thì bạn đứng lại nó sẽ báo lỗi, chọn này thì chắc chắn nó đúng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái phần đầu tiên là cột thời gian trong bảng phân công dữ liệu như sau. Như vậy trong cái bảng này là bảng phân công, mình xem cái bảng phân công nó có gì. Chỗ này là bảng phân công, cột thời gian. Bây giờ thầy sẽ thêm một cái cột thời gian mà mình có ép kiểu sao, xong đó mình phẩy một cái đó là hết thứ này, hết thời gian. Nếu cần phẩy qua kiểu in thì được không? Hết cho kiểu in, in thời gian, đó, in thời gian. Đâu rồi? Đó, in thời gian. Hay vậy? Nó chỉ lấy phần nguyên thôi, nó chỉ lấy phần nguyên thôi, được chưa nè? Rồi mình sẽ thử thêm một cái nữa. Thay vì hết thì mình dùng hết rồi. Chỗ này mình dùng thêm thấy cho nó dễ. Tròn kiểu decimal, dùng thành head, tức là decimal, dùng thành number. Như vậy thì cái nào cũng được. Nhưng mà có những cái mà các bạn cần phải có định dạng, một cái định dạng, ví dụ như là ngày tháng, ví dụ tiền tệ, ví dụ như là số. Số, ở chỗ này sẽ number. Thời gian này theo kiểu kiểu của VN. Ok,
slide để tí mình lưu lại. Đấy. Rồi, tiếp tục. Tiếp mình đã làm xong cái phần này nè. Dùng convert và dùng khác convert để mình kiểm tra thời gian. Và cái thứ hai, liệt kê tên đề án và tổng thời gian làm việc của nhân viên trong đề án đó. Rồi, mình làm cái này trước nè. Liệt kê tên đề án và tổng thời gian làm việc. Câu 1.2 để kê tên đề án và tổng thời gian làm việc. Xem đây. Tên đề án và tổng thời gian làm việc. Xong. Từ đâu? Tên đề án thì nằm trong đề án, thời gian thì nằm đâu? Trong phân công. Thời gian trong phân công. Như vậy mình sẽ coi lại, nếu mình không nhớ thì mình sẽ coi lại cái này. Tên đề án. Tên đề án đây. Thời gian thì nằm trong phân công. Như vậy nó sẽ qua 3 bảng. 3 bảng. Như vậy mình sẽ chọn 3 bảng nhé, chứ không phải chọn 2 bảng nữa. Tên đề án thì nằm ở đây, và thời gian thì nằm ở đây. Mình sẽ chọn 3 bảng. Thứ nhất, mình ro ở đâu cũng được. Ro ở đề án cũng được. Sẽ chọn công việc và sau đó là phân công để chọn công việc on để chấm mã để công việc nó cũng nối vào bảng này, công việc nối vào bảng này nha. Công việc bằng phần công from save. Rồi khi mà mình có sum, thì mình phải làm gì? Đi các bạn, tiếp theo là làm gì? Khi dùng sum. Goodbye. Ok. Khi dùng sum average, tức là nhiều cái dồn lại, thì bạn phải bằng hai cái gì? Tên. Thời gian, tổng thời gian. Vậy chỗ này mình nên bổ sung cái gì?
Alo, với câu lệnh này mình nên bổ sung cái gì các Mình có ai phát hiện nên bổ sung cái gì không? ép tổng thời gian đi phòng Ô, hay quá ta, ai đó? em thầy Tuấn Tuấn hả? thầy Hả? Quang Tuấn hả? Minh Quang Tuấn thầy Giọng dạ dữ trời, phải cộng điểm mới được chứ, đúng không? Ừ, vậy cũng động à. Không cha, trời ơi, cái gì nó hay hay là cộng thôi, đúng không? Bởi vì thực ra cái này đơn giản nhưng mà không phải đơn giản. Để thực ra, no problem, đang không kỹ thuật cái gì hết. Đôi khi đơn giản nhưng mà không phải là đang giận. It feel lát 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 đi rồi, không phải đơn giản đó. Không thời gian rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp cái gì nữa nè. Sẽ convert cái này, hai cái lại là kết và phân vật C2S3 qua cái gì như vậy. Chỗ này mình add cái gì trước, bạn nào nói cho thầy nghe rồi kết xong mình add cái gì chỗ nào trước tiếp sau đây cắt tổng thời gian này kết cộng thời gian này. Kết kết thời gian chứ thời gian này tổng thời gian. Bây giờ chỗ này nó có một cái kết rồi đó, kết kiểu dữ liệu này giả sử như kiểu dữ liệu của nó là decimal này. Decimal đặt như vậy đúng chưa? Hay là có gì thay đổi? Thời gian tổng thời gian ở sau đó, tổng thời gian ở sau. Như vậy thì mình sẽ là sum thời gian rồi gì nữa nào? Decimal 15 2. Rồi, decimal. Rồi, decimal. Rồi sao nữa? Bỏ cái này đi. Rồi sao nữa? Chỗ này như vậy là ok chưa? Cái ngoặc bằng cái này. Hả? Đóng cái ngoặc nữa. Ồ, đóng cái ngoặc nữa. Ngoặc cũng chưa mình. Rồi, như vậy đóng cái ngoặc này là ngoặc được kết nha. Rồi, tương tự như vậy. Tương tự như vậy. Sẽ chỗ này tổng thời gian CNST phân bản decimal phải sống bỏ cái dấu phẩy ngay chỗ cổng thì ra còn vợ thế này. Hay có ta, ai 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 đó, ai để anh này. Cái điểm cộng của mình còn cái người đó. Rồi tiến tình. Cái tiến tình này hay quá ta. Cái điểm cộng này hay. Vâng, ok. Như vậy thì các bạn thấy là ở cái nền khác
mình đều sử dụng ở trong này. Như vậy hai cái này có gì khác không? Cơ bản là không khác. Cơ bản thế rồi mình sẽ nói được tiếp một số cái lệnh để cho nó khác. Bây giờ thì chưa. Như vậy ở đây tiếp theo nữa là xuất định dạng tổng thời gian làm việc theo kiểu Vata. Mình đang dùng là kiểu decimal này. Vậy thì mình thêm kiểu Vata vô. Mình thêm cái này kiểu Vata, mình vừa thân vừa khác kiểu Vata. Thì nó có gì khác không? Chung là thử thôi. Kiểu này tổng thời gian kết rối rối não lên tí. Tổng thời gian có gì khác không? Quang vọng thứ bảy rồi ta hả? Thứ bảy sao con người à, khi giống phải là chỗ con đợt là dòng thứ hai đấy. Ừ, hay quá. Sao cứ thiếu cái đó hoài ta? Rồi con vượt ra cha 10 ký tự. Nếu mà bỏ 10 này đi thì có gì khác? Ở đây nhé, bỏ 10 đi. Thực ra số liệu của mình hiện nay là nó không bị ảnh hưởng. 10 hay 5 thì nó mới ảnh hưởng, chứ còn 10 là không ảnh hưởng. Đó, là mình đã dùng được cái kiểu về cha nè, kiểu decimal nè, dùng được khác nè, dùng được convert nè. Như vậy là nhiều như vậy để làm gì? Để cho các bạn thấy được là về cơ ứng biến dùng khác, dùng convert, dùng decimal, dùng về cha. Mục đích của mình là muốn chuyển đổi cái dữ liệu đó về một cái dữ liệu mà mình cần. Rồi tiếp theo, với mỗi phòng ban liệt kê tên phòng ban và lương trung bình của nhân viên làm việc ở phòng ban đó. Kiểu decimal với hai số thập phân. Mình làm đến đây trước nhé. Rồi sử dụng phòng ban, tên phòng ban và lương trung bình. Câu 1. Rồi, ok.
sẽ điều trò lương chung của mình cho nó ra số chẵn không được. Đúng rồi thầy, em làm được ra số chẵn không? Biết của bạn nào bị nặng, bị rè quá. Bạn nào mở lên nói xong tắt. Ok, làm ra số chẵn thì tại vì lương của nó chẵn. Bây giờ mình thử đi. Mình thử chỗ này là lương thôi. Lương thôi. Mình thử lại một cái câu khác. Mình chỉ hiện về lương thôi. Mà vậy cũng không biết ha. Làm lương vậy mình cảm giác chi nghe mà không biết cái gì hết. Vậy thì sao? Làm sao mà mình tính được trung bình cho nó ra số lẻ ta? Nó có cái hấp dẫn chứ. Chứ nếu như mà mình chỉ làm vậy thì nó cái hàm dạng này nó không có hấp dẫn lắm. Rồi những dạng kiểu về decimal với hai số thập phân ở phía sau. Lương chia. Thầy thấy lương thì chia cho ba hay là nhân cho mấy số thập phân. Vậy đi. Chia ba là nó đều quá. Chia ba là ra sáu hoặc là chia bảy là ra số rất đẹp. Đó, đó. Chia bảy chắc chắn là ra tè le luôn. Rồi hôm sau mà bạn nào phải sơ giỏi từ đầu cũng biết tại sao chia bảy nha. Chứ đừng có nói là thầy hướng dẫn lát là làm sai thì chia bảy vô là chết luôn. Đó, phải theo dõi từ đầu mình mới biết được là tại sao thầy chia bảy. Em vô đây. Này sẽ đây là số liệu của chúng ta là đang dùng dấu chấm. Như vậy dùng dấu phẩy thì chúng ta có rất là nhiều cách làm. Bây giờ mình thử một cách. Và dùng cho mày một thiết kế này. Dấu phẩy vậy thầy? Đặt dấu phẩy trên con vật kìa. Rồi. Chia.
Số liệu của mình có dấu phẩy này, dấu phẩy để phân tích phần nguyên phần thành phần này, và có cái dấu chấm để phân tích giữa ba số một, ba số một, thì cái này là dạng tiền tệ đấy, dạng tiền tệ để chết. Vậy là các bạn thấy là mình dùng theo cái hàm phần mét để mình định dạng theo chuẩn Việt Nam, chuẩn Việt Nam và N hỗ trợ Unicode để đưa vào phần mét. Như vậy là mình đã hoàn thành ở cái phần bài 1.3 ý thứ nhất. Ý thứ hai, đưa trung bình chuyển thành kiểu hơi chạc và sử dụng cái hàm let và hàm replace để đưa cái dấu phẩy vào. Đợi cho các bạn tự làm giúp cho thầy chỗ này đi, giúp cho thầy chỗ này đi, để thầy làm hết rồi các bạn chán đúng không? Nhiều bạn giỏi lắm mà cái gì thầy cũng dành thầy làm hết chán. Cho nên là câu này thầy để cho các bạn thử xem là trong cái phần sử dụng cái hàm let, hàm write nó đi chang Excel à đó, nhưng mà cái thằng này nó ở cái phần 2, cho nên là chúng ta đang làm cái bài lát này đến cái chỗ này là phần 1 trong slide, cho nên là thầy giảng đến phần 1 để làm đến phần 1. Còn sử dụng hàm let và hàm replace là nó nằm ở phần 2, cho nên thầy nhờ các bạn dùng let write đó, chuyển dùm cho thầy ha. Cái phần này thực ra nó giống y chang như là cái môn về quản lý cơ sở dữ liệu SQL thôi. Thì các bạn thử thôi nha, thử. Bạn nào thử được ok báo thầy cộng điểm. Phần này coi như là chưa dạy, nhưng mà các bạn nghiên cứu trước. Nhưng mà nếu mà nói về kiến thức thì nó đã có rồi từ môn cũ, nhưng mà với môn này thì chưa dạy, nhưng mà các bạn cứ lấy cái kiến thức của môn cũ làm thử thôi, thử sao, tức là mình cũng ra kết quả giống như vậy, ra kết quả giống như vậy. Thầy chỉ cần dấu phẩy thôi, còn cái dấu phân cách phần ngàn này thì tính sau. Chỉ cần cho thầy là 4392.86 là được. Còn dấu chấm này tính sau nhé. Ok, các bạn làm giúp cho thầy cái đó. Tí nữa bạn nào làm xong báo cho thầy.